Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Trong video bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng thực hành bài số 3. Unit 3, Community Service, dịch vụ cộng đồng. Trong bài 3 này thì các em sẽ được học các từ và cụm từ nói về Community Activities, là những hoạt động cộng đồng. Đối với phần phát âm thì chúng ta sẽ có là 3 âm T, D, It. Và đối với phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ có ngữ pháp của thì quá khứ đơn, the past simple. Còn tiết học này thì các em sẽ có phần getting started, là phần mở đầu của bài số 3. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đọc một số từ và cụm từ liên quan đến bài nhé. Community Service. Community service. To be back. A board game. Pick up leader. Plant. Clean. Plant vegetables. That's fantastic. Donate. Nursing home. Homeless children. Các em lưu ý, động từ khi ở nguyên mẫu và chuyển thành quá khứ đơn thì nó sẽ có hai dạng. Thứ nhất là có quy tắc và thứ hai là bất quy tắc. Thì ở đây chúng ta sẽ có một số động từ ở dạng bất quy tắc như sau. Nguyên mẫu chúng ta có động từ come, thì bất quy tắc khi mà quá khứ đơn thì nó sẽ biến thành từ came. Thứ hai là chúng ta sẽ có động từ by, nguyên mẫu, quá khứ đơn nó biến thành từ bought. Động từ teach và quá khứ đơn nó lại biến thành từ taught. Và đây chúng ta có một số động từ ở dạng có quy tắc. Chúng ta có động từ plant, planted, collect, collected, pick, picked. Nói về thì quá khứ đơn thì nó có rất nhiều vấn đề để chúng ta phải tìm hiểu trước. Vậy thì đối với bài quá khứ đơn thì cô đã có riêng một video cô nói về, dạy về thì quá khứ đơn rất là chi tiết, rõ ràng, đầy đủ. Cô có để đường link ở phần mô tả và cô có ghi ở phần bình luận của video này. Vậy thì trước khi học bài học này, các em phải mở cái bài thì quá khứ đơn, chúng ta học cho cô thật kỹ và hiểu thật rõ về thì quá khứ đơn các em nhé. Thứ hai nữa là trong cái phần thì quá khứ đơn này á, chúng ta có phần là sử dụng động từ ở quá khứ. Vậy thì đối với phần đọc, trong cái phần nói hoặc đọc á, thì các em cũng có cách phát âm của động từ, cách đọc động từ khi thêm đuôi ed, có nghĩa là chúng ta thêm ed vào phần cuối này nào. Đó, thì nó cũng có riêng, cô cũng làm riêng một cái video về cách đọc động từ khi thêm đuôi ed. Đối với video này và video thì quá khứ đơn, thì hai video này cô có để đường link ở trong phần mô tả cũng như là trong cái phần bình luận mà cô ghi ở trên. Các em nhớ mở ra và chúng ta học cho cô hai bài học đó trước khi đến với bài học này các em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm từng phần của bài học. Sounds like great work. Dường như đây là công việc tuyệt vời. 1. Listen and read. Yêu cầu của phần số 1 là nghe và đọc. Đầu tiên thì chúng ta hãy quan sát vào bài và nghe máy. Hi Tom, are you back in Hanoi? Yes, I came back yesterday. Can we meet up this Sunday morning? I bought you a board game. Sure, I can't wait. But our green school club will have some community activities on that morning. What activities does your club do? Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden. School gardening? That's fantastic. Yes, we donate the vegetables to a nursing home. Does your school have any activities like these? Yes, we donate books to homeless children. We also have English classes. Last summer, we taught English to 30 kids in the area. Sounds like great work. Thanks. So, let's meet in the afternoon then. Như vậy là các em vừa lắng nghe theo máy bài đối thoại. Bây giờ cô trò chúng ta cùng xem nội dung của bài nhé. Chào Tom, bạn đã trở lại Hà Nội rồi phải không?
Ồ đúng rồi, tôi đã trở về ngày hôm qua. Chúng ta có thể gặp nhau vào sáng chủ nhật tuần này được không? Tôi đã mua cho bạn một bộ bài. Ồ chắc chắn rồi, tôi không thể đợi được nữa. Nhưng mà câu lạc bộ Green School của trường tôi thì sẽ có một vài những cái hoạt động cộng đồng vào buổi sáng hôm đó. Câu lạc bộ của bạn làm những hoạt động gì vậy? Ồ, chúng tôi nhặt rác xung quanh trường và trồng rau trong vườn trường. Trong vườn trường sao? Điều đó thật là tuyệt vời. Đúng vậy, chúng tôi tặng rau cho một viện dưỡng lão. Trường của bạn có những cái hoạt động như thế này không? Ồ có, chúng tôi tặng sách cho những trẻ em vô gia cư. Chúng tôi cũng có những lớp học tiếng Anh và mùa hè năm ngoái thì chúng tôi đã dạy tiếng Anh cho 30 trẻ em trong khu vực này. Điều này dường như là một công việc tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Vậy thì chúng ta hãy gặp nhau vào buổi chiều nhé. Đấy là nội dung của bài đối thoại mà chúng ta vừa nghe. 2. Read the conversation again and tick the appropriate box. Yêu cầu của phần số 2 là chúng ta đọc lại bài đối thoại và sau đó thì các em sẽ đánh dấu tích vào trong những cái ô thích hợp. Nội dung bài đối thoại mà cô trò chúng ta vừa tìm hiểu thì các em thấy là ở bài này chúng ta sẽ có một cái bảng. Ở cột thứ nhất là Community Activity, là hoạt động cộng đồng. Thì chúng ta có 5 hoạt động sau đây được đưa ra. Picking up litter, nhặt rác. Hoạt động số 2 là Planting Vegetables, là trồng rau. Hoạt động thứ 3, Donating Books, là tặng sách. Và hoạt động thứ 4, Donating Vegetables, là tặng rau. Teaching English, dạy tiếng Anh. Ở cột thứ 2 thì chúng ta sẽ có là Ming's Club, là câu lạc bộ của Ming. Ở cột thứ 3, chúng ta sẽ có là Tom's Club, là câu lạc bộ của Tom. Như vậy thì các em sẽ đọc lại bài đối thoại vừa rồi. Chúng ta xem là cái hoạt động cộng đồng nào là của câu lạc bộ trường bạn Minh. Chúng ta sẽ đánh dấu vào cột thứ 2 các em nhé. Còn hoạt động cộng đồng nào thuộc về câu lạc bộ của trường Tom, chúng ta sẽ đánh dấu vào cột thứ 3. Ok, bây giờ các em sẽ tạm dừng video, chúng ta xem lại bài đối thoại vừa rồi. Và sau đó thì cùng cô để đánh dấu từng câu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có hoạt động thứ nhất là picking up litter, là thu lượm rác. Vậy thì các em nhớ là trong bài đối thoại, hoạt động này là thuộc về câu lạc bộ của trường Minh đúng không? Các em sẽ đánh dấu vào đây nhé. Và để xem lại nội dung thì chúng ta có thể thấy được, các em nhìn vào cái dòng bôi màu vàng trên màn hình. Well, we pick up litter around our school. Thì câu này chính là câu nói của bạn Minh đúng không? Câu nói của Minh, vậy là hoạt động của trường Minh, chúng ta đánh dấu vào ô này. Ở hoạt động thứ hai, planting vegetables, là trồng rau, thì các em thấy đây cũng là hoạt động, một cái hoạt động trong câu lạc bộ của trường bạn Minh, chúng ta cũng đánh dấu vào đây. Các em có thể kiểm tra. Và ý này thì nó cũng nằm bên cạnh cái ý vừa rồi mà cô trò chúng ta vừa đọc. Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden. Hoạt động thứ ba, donating books, là tặng sách. Thì các em thấy là trong bài đối thoại, bạn Tom có nhắc đến là câu lạc bộ của trường bạn ấy có cái hoạt động cộng đồng, đó chính là tặng sách đúng không? Chúng ta sẽ đánh dấu vào ô này các em nhé. Đây là cụ thể cái phần trong bài đối thoại. Tom nói là yes, we donate books to homeless children. Và ở đây thì Tom nói là các bạn ấy tặng sách cho những trẻ em vô gia cư. Ý tiếp theo là donating vegetables, là tặng rau, thì hoạt động này chính là hoạt động của trường bạn Minh. Chúng ta sẽ đánh dấu vào đây các em nhé. Các em có thể kiểm tra trong câu này. Minh nói nè, yes, we donate the vegetable to a nursing home, là các bạn ấy đã tặng rau cho một cái trại dưỡng lão. Bây giờ chúng ta sẽ qua hoạt động số 5 là teaching English, dạy tiếng Anh, thì đây chính là câu lạc bộ của Tom, chúng ta sẽ đánh dấu vào đây. Và các em có thể kiểm tra. Tom nói là we also have English classes. Last summer we taught English to 30 kids in the area. Chúng tôi cũng có những cái lớp học tiếng Anh và mùa hè năm ngoái thì chúng tôi đã dạy tiếng Anh cho 30 bạn nhỏ ở trong vùng. Đấy là câu nói của bạn Tom, cho nên đó là lý do chúng ta đánh dấu vào ô này. Bây giờ cô trò chúng ta cùng chuyển qua hoạt động số 3. 3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below. Và yêu cầu của hoạt động này là các em hoàn thành những cái cụm từ dưới những bức tranh với các động từ dưới đây. Thì ở đây các em có các bức tranh. Dưới mỗi bức tranh chúng ta sẽ có các cụm từ. Ở các cụm từ này chúng ta còn thiếu phần động từ. Và động từ cho trước của chúng ta là các động từ sau đây. Pick up, động từ clean, donate,
recycle, help. Các động từ này là thu nhặt, làm sạch, tặng, tái chế và giúp đỡ. Các em có thể quan sát các bức tranh và chúng ta phải quan sát kỹ, xem kỹ những cái từ đã cho trước trong các cụm từ này. Kết hợp với xem tranh thì chúng ta sẽ chọn được động từ đúng các em nhé. Bây giờ ở bức tranh đầu tiên thì các em có thể nhìn thấy bạn ấy là đang nhặt rác. Như vậy ở đây chúng ta lại còn thấy từ leader. Cho nên ở phần này thì các em sẽ chọn cho cô động từ là pick up. Các em được cụm từ pick up leader là thu lượm rác. Ở bức tranh số 2 thì các bạn thấy là người này đang giúp đỡ hai bạn nhỏ này. Và chúng ta có thể nhìn trong bức tranh thấy bạn ấy, một cái bạn nhỏ này có cái tấm bảng có chữ là homeless and hungry, please help. Đây là những cái bạn mà không có nhà cửa và các bạn ấy đang bị đói, các bạn ấy cần được giúp đỡ. Và chúng ta có thể thấy từ cho trước trong cụm từ là homeless children. Cho nên ở đây các em sẽ có thể điền cho cô là động từ help. Help homeless children, giúp đỡ những trẻ em lang thang. Ở bức tranh số 3 thì các em có thể nhìn thấy đây là một cái chai nhựa đã dùng rồi và được sử dụng bằng cách là cho đất vào đây để trồng cây, đúng không? Như vậy chúng ta có thể điền vào đây cho cô động từ là recycle. Các em được cụm từ recycle plastic bottles, tái chế những cái chai nhựa. Ở hoạt động thứ tư thì chúng ta có thể xem tranh. Các em sẽ xem tranh và thấy trong cái hộp này có rất là nhiều quần áo. Và ở đây có từ donation là cái sự tặng, sự cho tặng. Chúng ta có từ cho trước là clothes. Như vậy ở đây các em sẽ điền cho cô động từ donate, tặng quần áo. Ở bức tranh số 5 thì chúng ta có cụm từ là playground, the playground, sân chơi. Và trong bức tranh các bạn nhỏ này đang dọn dẹp sân chơi. Chúng ta sẽ cho vào đây động từ clean. Cụm từ clean the playground, dọn sạch sân chơi. 4. Complete the sentences with the correct words or phrases below. Yêu cầu của hoạt động này là hoàn thành những câu với các từ hoặc là cụm từ đúng dưới đây. Chúng ta sẽ có những từ và cụm từ cho trước sau đây. Old people, những người già. Homeless children, những trẻ em vô gia cư. Và đây là một động từ thêm đuôi ed ở quá khứ là blended. Danh từ leader là rác. Và động từ taught là động từ dạy. Đây là hình thức quá khứ đơn của động từ teach. Chúng ta sẽ có 5 câu và các em phải đọc trước những cái phần cho trước trong câu. Để từ đó chúng ta có thể chọn được động từ thích hợp các em nhé. Ở câu số 1, we collected clothes and give them to. Chúng tôi thu lượm quần áo và tặng chúng cho. Thì ở đây chúng ta có thể chọn cho cô cụm từ là homeless children, tặng cho những cái trẻ em vô gia cư. Number 2, câu số 2, those students picked up on the street. Ở câu số 2 này chúng ta có thể điền vào đây cho cô từ leader. Và chúng ta được câu này là những bạn học sinh này thì thu lượm rác trên đường phố. Ở câu số 3, we helped in the nursing home last Sunday. Câu số 3 chúng ta có thể dựa vào nội dung cho trước này. Các em sẽ điền vào đây old people. Chúng tôi đã giúp đỡ những người già ở một trại dưỡng lão vào chủ nhật tuần trước. Câu số 4, the club members met to primary students during school holidays. Và ở câu số 4 thì các em có thể điền cho cô động từ ở dạng quá khứ đơn là động từ taught. Những thành viên trong câu lạc bộ thì dạy toán cho những bạn học sinh tiểu học trong suốt những cái kỳ nghỉ của trường. Ở câu số 5, we a lot of trees in the park last summer. Chúng tôi đã gì nào? Đã trồng nhiều cây trong công viên vào mùa hè năm trước. Thì chúng ta điền ở đây là động từ planted, động từ thêm đuôi ed ở dạng quá khứ đơn. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua hoạt động tiếp theo nhé. 5. Vocabulary ping pong. Ở phần số 5 này chúng ta sẽ có một cái trò chơi. Trò chơi này là vocabulary ping pong, là từ vựng ping pong. Working two teams, làm việc trong hai đội. Team A provides a keyword, là đội A thì sẽ cung cấp một cái từ gợi ý. Team B makes up a sentence with it, và đội B thì sẽ tạo ra một cái câu với từ đó. Then switch roles, là sau đó thì các bạn sẽ đổi vai. Ở đây chúng ta cùng xem ví dụ các em nhé. Example là ví dụ. Team A là đội A. Thì đầu tiên đội A đưa ra từ là leader, là rác. Thì team B tạo ra một câu như sau.
We often pick up litter in the park. Chúng tôi thường thu lượm rác ở trong công viên. Và sau khi nói câu này rồi thì team B, đội B lại đưa ra một danh từ là trees, là cây. Và team A thì lại tạo ra một cái câu với từ trees như sau. We plant trees in our school every year. Chúng tôi trồng cây trong trường vào mỗi năm. Thì tiếp theo đó thì đội A lại đưa ra danh từ là book. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy, tiếp tục theo cái phần gợi ý này. Vậy thì ở đây cô có thể gợi ý cho các em một số câu như sau. Tuy nhiên thì phần này chúng ta chỉ tham khảo thôi, còn lại các em có thể làm theo nhóm của mình các bạn nhé. Bởi vì chúng ta có thể đưa ra rất nhiều những cái keyword, là những cái từ gợi ý cho nhóm các bạn có thể làm. Vậy thì tiếp theo của bài này đối với từ book thì cô có thể đưa ra một câu cho team B. Bây giờ đến team B đúng không? Như sau. Cô sẽ viết tắt là chữ B các bạn nhé. Cô có thể nói là we often donate books to homeless children. Và sau khi đưa ra câu này thì cô có thể đưa tiếp một danh từ. Ví dụ như là từ clothes là quần áo chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ có hoạt động của team A. Cô sẽ viết tắt bằng chữ A không nha. Team A. Thì đối với từ clothes thì team A có thể nói ví dụ như là we sometimes donate clothes for students. Hoặc là chúng ta có thể dùng cho cô là động từ give, cho tặng thì chúng ta dùng động từ này cũng được nè. Tránh lặp lại cái động từ bên trên nhiều quá. We sometimes give clothes for students at schools. At schools in remote areas. Tiếp theo chúng ta sẽ gợi ý cho team B một động từ hoặc là một danh từ nào đó. Cô ví dụ như từ collect là thu lượm chẳng hạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ làm tiếp tục những cái câu khác cho team B và tiếp theo nữa các bạn nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay với 5 phần. Các em nhớ ghi chép bài cẩn thận, học bài đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nhé. Tạm biệt các em.